Kinh Thánh, sách Ma-thi-ơ đoạn 26, từ câu 36 đến câu 39, có ghi lại sự việc Chúa Giê-xu cầu nguyện trong một khu vườn gọi là Gethsemane trước khi Ngài bị nộp như sau. Sau đó Đức Chúa Giê-xu với các môn đồ đi đến một nơi gọi là Gethsemane. Ngài bảo họ: "Hãy ngồi đây trong lúc ta đi cầu nguyện ở đằng kia." Rồi Ngài đem Phi-e-rơ và hai con trai Cê-bê-đê cùng đi. Ngài bắt đầu đau buồn và bối rối. Ngài nói: "Linh hồn ta đau buồn cho đến chết. Các con hãy ở đây và tỉnh thức với ta." Đi xa hơn một chút, Ngài sắp mặt xuống và cầu nguyện: "Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Dù vậy, không theo ý con mà theo ý cha." Và Chúa Giê-xu đã uống cạn chén đắng ấy. Ngài đã bước lên thập tự giá theo như ý định của Đức Chúa Cha. Chỉ vì Ngài yêu mỗi chúng ta nên đã gánh hết tội lỗi của mỗi chúng ta trên Ngài. Sau đây, ban hát của Hội Thánh sẽ đưa chúng ta bước trở về khu vườn năm xưa đó để trải nghiệm niềm thống khổ của Chúa Giê-xu trong đêm cuối cùng của Ngài qua bài thánh ca Gethsemane. Xin mời ban hát. Phi-e-rơ thưa: "Dù tất cả đều vấp ngã vì cớ thầy đi nữa, con sẽ không bao giờ vấp ngã." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Thật, ta bảo con, chính đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ thưa: "Cho dù phải chết với thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối thầy đâu." Tất cả các môn đồ đều nói như vậy. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, Phi-e-rơ đã vấp phạm ngay chính lỗi lầm này.
ông đã chối Chúa 3 lần y như lời Ngài đã nói trước đó. Vì sợ bị liên lụy và cũng bị bắt như Chúa Giê-xu, nên ông đã chối Chúa khi Ngài đang bị cáo buộc trong sân nhà của thầy tế lễ thượng phẩm Ca-i-phe, như Kinh Thánh đã tiếp tục ghi như sau, từ câu 69 đến câu 75. Lúc ấy Phi-e-rơ đang ngồi ngoài sân, một đầy tớ gái đến gần và nói: ông cũng là người ở với Giê-xu người Ga-li-lê. Nhưng Phi-e-rơ chối ngay trước mặt mọi người rằng: tôi không biết cô nói gì. Khi ra đến hiên cửa, một đầy tớ gái khác thấy Phi-e-rơ thì nói với những người đứng gần đó rằng: ông này ở với Giê-xu người Na-za-rét. Nhưng Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: tôi không hề biết người ấy. Một lúc sau, những người đứng gần đó nói với Phi-e-rơ rằng: chắc chắn ông cũng là một người trong bọn họ, vì giọng nói của ông đã tố cáo ông. Nhưng Phi-e-rơ nguyền rủa mà thề rằng: tôi không biết người đó. Ngay lúc ấy gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói: trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Rồi ông đi ra và khóc lóc đắng cay. Nghe đến đây, có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng Phi-e-rơ thật quá tệ bạc, tại sao lại có thể chối thầy mình như vậy? Nhưng biết đâu cũng dễ lắm, chính chúng ta bấy lâu nay cũng đã và đang chối Chúa giống như Phi-e-rơ, khi chúng ta thờ ơ, khước từ tình yêu của Ngài vì lý do này hay vì lý do khác. Tuy vậy, Chúa vẫn mở rộng vòng tay và chờ đón chúng ta với ánh mắt nhìn trìu mến khoan dung, như trong lời của bài thánh ca tiếp theo đây. Xin chúng ta hãy lắng lòng lại để nghe tâm tình ăn năn thống hối của Phi-e-rơ, cũng như lòng tha thứ đợi chờ của Chúa dành cho mỗi chúng ta với bài thánh ca Khi Chúa Yên Lặng Nhìn sẽ được Ánh Huyền tôn vinh sau đây. Xin mời Ánh Huyền. Khi Chúa lên thập hình, ánh mắt buồn lặng nhìn Phi-e-rơ. Vừa lúc trên người chối Chúa 3 lần, vừa lúc tiếng gà trong gây vang rền, rồi người đi ra nghẹn ngào ăn năn khóc lóc đắng cay. Tâm hồn tan nát, cõi lòng đau xót, khóc lóc đắng cay. Ôi biết bao nhiêu lần ánh mắt Ngài lặng nhìn tôi đăm đăm, vì Chúa biết tôi chối Chúa 3 lần, vì Chúa biết tôi dối trá muôn phần. Lòng này đau thương, nguyện cầu ăn năn, nước mắt chứa chan. Xin Ngài thương xót linh hồn hư mất trầm luân đọa đây. Tôi ngắm xem Ngài trên cây thánh giá khổ đau, ánh mắt nhân từ xót thương muôn dân tội lỗi. Cho tôi mến yêu Ngài thiết tha, khi Chúa yên lặng nhìn ánh mắt Ngài đầy tình thương khoan dung. Ôi ánh mắt Ngài chiếu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương. Chào bình minh người sáng tâm hồn. Ôi biết bao nhiêu lần
ánh mắt Ngài lặng nhìn tôi đăm đăm. Vì Chúa biết tôi trôi Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối trá muôn phần. Lòng này đau thương, nguyện cầu ăn năn, nước mắt chứa chan. Xin Ngài thương xót linh hồn hư mất, chập luân đọa đầy. Tôi ngắm xem Ngài trên cây thánh giá khổ đau, ánh mắt nhân từ xót thương muôn dân tội lỗi. Xin cho tôi mến yêu Ngài thiết tha, vì Chúa yên lặng nhìn, ánh mắt Ngài đầy tình thương khoan dung. Ôi ánh mắt Ngài chiếu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng. Cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan, dưới ánh thái dương chào bình minh người sáng tâm hồn, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Hôm nay chúng ta có cơ hội để chúng ta kỷ niệm Chúa chịu thương khó. Chúa Giêsu là một cái nhân vật lịch sử, Ngài thật sự hiện hữu, cũng giống như chúng ta, cách đây hơn 2.000 năm. Cái tầm ảnh hưởng của Chúa Giêsu thì quá là to lớn, không có lời nào có thể diễn tả hết được cái tầm ảnh hưởng của Ngài. Hiện nay có hàng triệu triệu người trên khắp thế giới là môn đồ của Chúa Giêsu. Và nơi nào quý vị đi đó, quý vị cũng thấy có những nhà thờ, và ở đó có những cây thập tự giá. Và quý vị biết rằng thành phố LA là thành phố biệt danh là thành phố nhà thờ. Nếu buổi tối quý vị đi trên đường King William hướng về North Adelaide đó, thì quý vị sẽ thấy có một cái ngôi đền thờ cổ kính rất là nhìn vào chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của một cái công trình xây cắt cổ. Và trên đỉnh thì có cái cây thập tự giá. Như quý vị cũng đã nghe người hướng dẫn chương trình, cây thập tự giá là biểu tượng của sự chết của Chúa Giêsu, biểu tượng của sự đau khổ mà Chúa Giêsu phải chịu. Và tối hôm nay thì chúng ta cùng suy nghĩ đến một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng á, cũng có rất nhiều người cũng muốn biết câu trả lời. Đây là một số hình ảnh cho quý vị thấy. Một số cái ảnh này là từ trong cái cuốn phim Passion of Christ, đạo diễn là Mel Gibson á. Cái câu hỏi là ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu? Quý vị nghe cô hướng dẫn chương trình kể lại cái lúc mà Chúa Giêsu bị bắt như thế nào đó, rồi Phi-e-rơ chối Chúa. Và câu hỏi tối hôm nay, ai chịu trách nhiệm với cái chết của Chúa Giêsu? Câu hỏi này nó có nhiều câu trả lời với bạn chị em. Có người thì cho rằng Judas Iscariot. Vì biết là Judas Iscariot là một trong 12 môn đồ rất là thân cận với Chúa Giêsu.
Trong 12 môn đồ, ông là cái người thủ quỹ, ông là cái người giữ tiền đó. Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông đã phản Chúa vì 30 miếng bạc mà những người lãnh đạo tôn giáo mua chuộc ông để ông chỉ điểm ra Chúa Giê-xu ở đâu trong cái vườn Gethsemane. Và ông đã dẫn đường cho các đầy tớ của các thầy tế lễ và trưởng lão đến tận nơi vừa giường và nhận diện ra Chúa Giê-xu để rồi họ bắt Chúa Giê-xu. Thì có người nói rằng, Judas Iscariot phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu. Nhưng lại có những người nói rằng, phía đằng sau đó là những người lãnh đạo tôn giáo. Thì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 3-4 nói rằng, lúc ấy các thầy tế lễ và các trưởng lão trong dân chúng họp lại tại đình thầy tế lễ thượng phẩm tên là Cai-phê để cùng bàn mưu để bắt và giết Đức Chúa Giê-xu. Có lẽ chúng ta muốn biết là tại sao những người lãnh đạo tôn giáo này lại muốn giết Chúa Giê-xu. Tại vì lúc bấy giờ cái tầm ảnh hưởng của Chúa Giê-xu quá lớn, rất đông những người theo Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu không phải là một người dạy đạo một bình thường, nhưng mà Ngài hơn nữa có quyền chữa bệnh, đuổi quỷ, làm cho người mù sáng mắt, người què được đi, kể cả người chết sống lại. Thì bao nhiêu người họ theo Chúa Giê-xu, thì những người lãnh đạo tôn giáo rất là sợ hãi, sợ cái ảnh hưởng của mình bị mất đi, đúng không? Cho nên họ tìm cách để mà giết Chúa Giê-xu. Và nhưng có những người lại nói cái trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu không phải là trên Iscariot hay là những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, nhưng mà cả tất cả những người Do Thái. Ở đâu chúng ta có được cái khái niệm đó? Tại vì ở trong cũng trong Ma-thi-ơ đoạn 26 nói rằng, vì vậy khi Phi-lát thấy mình chẳng làm được gì, lại còn có thể nảy sinh bạo động, nên lấy nước và rửa tay trước dân chúng rồi nói, ta vô tội về huyết của người này, đó là việc của các ngươi. Cả dân chúng, quý vị nhớ không, cả dân chúng, tức là bao gồm những các thầy tế lễ, các người trưởng lão, đều trả lời, xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu của chúng tôi. Như vậy thì dựa theo cái câu này đó thì họ có những người nói rằng cả những người Do Thái chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu. Cho nên ngày hôm nay đó quý vị, nó có những người họ ghét người Do Thái. Họ ghét người Do Thái. Cho nên trong lịch sử thì có những gọi là những cái trận chiến gọi là trận chiến thánh đó. Họ giết những người Do Thái. Và quý vị nhớ trong thời kỳ đệ nhị thế chiến đó 6 triệu người Do Thái bị giết. Và vì cớ họ nó có những người đổ lỗi rằng tại vì họ đã giết Chúa Giê-xu cho nên con cháu của họ nhận lấy cái hậu quả. Nhưng mà lại có những người nói rằng không phải người Do Thái, không phải người Do Thái giết Chúa Giê-xu mà là người La Mã. Tại sao như vậy? Quý vị biết là lúc bây giờ là Palestine là ở dưới quyền cai trị của La Mã. Và họ đặt tổng trấn Phi-lát là người đứng đầu nắm quyền. Và lúc bây giờ đó quý vị, cái người Do Thái là ở dưới quyền cai trị của người La Mã và đứng đầu là tổng trấn La Mã Phi-lát. Quý vị biết rồi là họ xử Chúa Giê-xu, những người lãnh đạo tôn giáo đó, họ mới mua chuộc một số người trong dân đó làm chứng dối để buộc tội Chúa Giê-xu. Nhưng mà thời bấy giờ đó thì người Do Thái
không có quyền xử tử người Do Thái. Họ, những người lãnh đạo, những người dân muốn giết Chúa Giê-xu, nhưng mà họ không có quyền xử tử Chúa. Thì họ phải làm sao với ông bạn chứ? Thì họ ép tổng trấn Phi-lan. Chỉ có người La Mã mới có quyền xử tử. Cho nên họ dùng cái sức ép quý vị. Họ nói nếu mà tổng trấn Phi-lát mà không làm theo ý của dân đó thì có thể có nổi loạn. Sẽ có nổi loạn. Và nếu có nổi loạn như vậy đó thì sẽ ảnh hưởng đến tổng trấn Phi-lát. Nếu mà có nổi loạn này thành công đó, là tới tay của hoàng đế La Mã, thì có thể là Phi-lát sẽ bị phạt. Cho nên quý vị biết rằng á, ông Phi-lát đó, ông xử Chúa Giê-xu, nhưng mà ông thấy Chúa đâu có tội gì đâu mà đáng chết. Cho nên á, Phi-lát ông mới nói các dân rằng các ngươi cứ đem ông ta đi và xử theo luật của các ngươi, tức là theo luật của người Do Thái. Nhưng mà người Do Thái thì nói rằng chúng tôi không được phép xử tử bất cứ ai. Chúng ta biết rằng là chỉ có người La Mã mới có quyền xử tử, và tổng trấn Phi-lát là ông là người đứng đầu của người La Mã và ông là người có quyền để ra lệnh. Thì cuối cùng bởi sức ép của dân sợ loạn cho nên ông phải nói ok rồi thôi, đem đi xử đi. Thưa quý vị thấy à, như vậy thì ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu? Thì có câu hỏi này cũng có nhiều câu trả lời. Judas Iscariot, thầy tế lễ cả và trưởng lão người Do Thái nói chung hết, hay là Phi-lát? Quý vị nghĩ rằng trong những nhân vật này là ai là cái nhân vật quý vị nghĩ là chịu trách nhiệm? Thưa quý vị nghĩ. Thôi bây giờ giống như là quý vị là thẩm đoàn ấy, tôi đặt vấn đề câu hỏi rồi. Ai là người chịu trách nhiệm theo quý vị nghĩ? Okay, rồi thôi bây giờ. Ok, thưa quý ông bà anh chị em. Hồi nãy giờ chúng ta phân tích theo phương diện mà gọi là lịch sử nghe, đúng không? Phương diện lịch sử. Nhưng mà về phương diện tâm linh đó, về phương diện tâm linh đó, thì thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh cho chúng ta biết, tôi đọc cho quý vị rồi, tôi sẽ cho quý vị biết ai chịu trách nhiệm nha. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người, tức là ở đây nói về Chúa Giê-xu đó, đã vì ai? Tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi của người chúng ta được lành bệnh. Thì như vậy, dựa theo phương diện tâm linh đó, theo Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 53 đó, thì cái người chịu trách nhiệm cho chết Chúa Giê-xu là chúng ta. Cho nên Chúa vì tội của chúng ta, vì sự gian ác của chúng ta mà Chúa phải chịu chết trên cây thập tự. Đây là tôi sẽ chứng minh cho quý vị nha. Ở đây là Kinh Thánh rồi nha. Rồi tôi cho quý vị thấy. Quý vị thấy, quý vị có coi xem qua cái cuốn phim mà The Passion of Christ rồi không? Nhớ không? Cái người mà đứng đối diện với nhân vật Chúa Giê-xu đó, quý vị biết ai không? Là đạo diễn Mel Gibson. Rất là nổi tiếng sau cái cuốn phim này, là ông rất là nổi tiếng. Và quý vị biết đó, trong cái cuốn phim đó, hơn một tiếng mấy đó, thì ông đạo diễn Mel Gibson, ông có xuất hiện ở trong cuốn phim này một lần thôi. Ở Việt Nam, trong những cuốn phim ta đóng, quý vị, có những cái nhân vật mà khi mà, ví dụ như người ta muốn gọi là ghi nhận những nhân vật chính ở trong phim đó, thì sau cuốn phim ta ghi hết tên, đúng không? Nhưng mà trong những cuốn phim, quý vị, có những người giảng lai đó,
tới cái là té xuống té chết là xong rồi đó, cái chuyện người đó là tới chỉ là đóng cái phần đó là thôi. Cho nên nó sao cũng phim không có ghi nhận những người như vậy, họ chỉ xuất hiện lần hai lần thôi, giống như lính đó quý vị biết không, thí dụ đóng phim mà lính mấy ngàn người như vậy thì tới cứ kéo quân thì lính thì xong rồi, xong cái nhiệm vụ thì hết rồi xong. Thì ông Mel Gibson này quý vị, ông xuất hiện một lần ở trong cuốn phim The Passion of Christ, mà quý vị biết ông xuất hiện trong lúc nào không? Đây quý vị biết không, người ta khi mà ta quay phim đó này, quý vị thấy nè, quý vị thấy không, cái người cầm cái đinh để đặt vào cái bàn tay của Chúa Giêsu đó, thì cái người quay phim đó họ chỉ quay cái bàn tay này thôi, cầm cái đinh thôi. Thì ông đạo diễn Mel Gibson ông mặc đồ bình thường thôi phải không, nhưng mà cái chỗ cái bàn tay này nè, ông mang cái gọi là cái da đó ha, và ông cầm cái đinh ông để xuống cái bàn tay của Chúa. Khi người ta quay chỉ khúc này nhỏ thôi, chứ không quay này là dính cái áo của ông sao bảo thường đổ được. Ông xuất hiện một lần thôi, vậy ông xuất hiện một lần thôi. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn ấy, bà Diana Sayer bà hỏi rằng ai đã giết Chúa Giêsu, thì đạo diễn Mel Gibson mới trả lời chúng ta đã làm việc đó. Đó là lý do tại sao ông xuất hiện có một lần thôi. Bà đó, ông cầm cây đinh đó với ông bà. Ông nói rồi, chính tôi là Mel Gibson, là đạo diễn của phim này, cùng với tất cả mọi người có tội, chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu. Cho nên, ông muốn nói lên Ê-sai, quý bà Ê-sai đoạn 53, vì tội, vì sự gian ác của chúng ta mà Chúa bị chết. Thấy không? Quý vị thấy, có lẽ quý vị coi phim Messenger mà quý vị không để ý đến cái chi tiết này, và tình cờ tôi đi tìm hiểu thì mới thấy cái chi tiết này. Nhưng mà tôi sẽ cho quý vị đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác nữa nghe. Vậy cái câu hỏi thật ra, cái trách nhiệm tối hậu của án mạng thuộc về ai? Quý vị, như bà biết nói là trên phương diện lịch sử thì người ta nói rằng Judas Iscariot, có người nói rằng các thầy tế lễ, có người nói rằng cả dân Do Thái. Thì họ dựa vào Matthew đoạn 6 nói là tôi và các con của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thì trên phương diện Kinh Thánh thì nói, tâm linh thì nói rằng chúng ta. Nhưng mà câu hỏi đây là ngạc nhiên quý vị. Thật ra trách nhiệm tối hậu của án mạng thuộc về ai? Mày biết thuộc về ai không? Đây là câu hỏi rất là quý vị sẽ ngạc nhiên quý vị. Cũng ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 10 thì nói rằng do vậy Chúa đã vui lòng để cho người chịu tan da nát thịt. Chúa vui lòng, tức là nói về là Đức Chúa Trời Đức, có ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời xuống trần gian này chịu chết cái thập tự giá vì Ngài phân phục ý muốn của Đức Chúa Cha của mình. Và ở đây nói rằng Chúa là Cha đã vui lòng để cho người là Chúa Giêsu đó chịu tan da nát thịt. Ngài đã để cho người mang lấy, Ngài đã để quý ông bà cho em, cho người mang lấy đau đớn sầu khổ. Hầu sau khi người đã dâng mạng sống mình làm củ lễ chuộc tội, người sẽ thấy được dòng dõi của mình và đời người sẽ dài ra. Nhờ tay người mà thánh ý của Đức Chúa Trời sẽ thành tựu. Như vậy thì cái sự chết của Chúa Giêsu thập tự giá là theo ý của Đức Chúa Cha. Quý vị thấy, như vậy là cái người mà chịu trách nhiệm tối hậu về cái chết của Chúa Giêsu là Đức Chúa Cha. Quý vị muốn xem câu Kinh Thánh nữa không? Quý vị sẽ thấy. Rồi quý vị sẽ hỏi tôi tại sao mà
Đức Chúa Cha lại đóng đinh con của mình là Đức Chúa Giêsu trên cây thập tự giá. Thì bây giờ chúng tôi sẽ trình bày quý vị thêm nè. Công vụ đoạn 2 câu 23 nói rất rõ rằng Ngài đã bị phản nộp, Ngài đã chịu đóng đinh trên cây thập tự giá đó quý ông bà, theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Tức là trước sáng thế quý ông bà anh chị em, trước khi Ngài dựng nên trời và đất, trước khi Ngài dựng nên con người của chúng ta đó, Ngài đã biết rằng con người sẽ phạm tội và Ngài đã lên cái kế hoạch trước Ngài dựng nên con người quý ông bà anh chị em. Cho nên trong cái kế hoạch của này đó là Chúa Giêsu phải chịu chết. Rất là kỳ diệu quý ông bà anh chị em, Ngài đã biết trước rồi. Tuyệt vời không bà anh chị em? Ngài đã lên kế hoạch. Rồi thêm một câu nữa, Giăng đoạn 10 câu 18. Không ai cắt mạng sống ta đi được, tức là mạng sống chính Giêsu nói đó, không ai cắt mạng sống ta đi được. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời xuống thế gian này làm người, nhưng ta tự nguyện hy sinh, chứ tự chứ không phải là không. Tổng trấn Phi-la không có quyền gì trên Chúa Giêsu. Mặc dầu những người ta nói là ông có quyền xử tử Chúa, nhưng mà Kinh Thánh này nói rõ rằng á, ông không có quyền gì. Chúa đã tự hy sinh, ta có quyền hy sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh này từ nơi Cha ta. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa tự có, tức là Chúa có quyền hy sinh và có quyền nhận lại, có nghĩa là tự Ngài nộp cho Judas Iscariot bán Ngài. Ngài tự nộp cho những thầy tế lễ mưu để mà giết Chúa Giêsu. Ngài tự nộp cho những người Do Thái, những đám đông hô hào đóng đinh hắn trên cây thập tự giá. Và Ngài tự nộp cho tổng trấn Phi-lát. Ngài tự nguyện. Nhưng mà cái hay đúng không bà anh chị em, chúng ta phải hiểu rằng cái chữ mà tự nguyện hy sinh có nghĩa là nói lên tình yêu của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng ta, yêu tôi và quý vị. Ngài yêu đến cái độ mà Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống của Ngài. Ngài tự nguyện, Ngài có quyền, Ngài là Chúa trên muôn Chúa, là vua trên muôn vua. Ngài tế trị mọi vật, mọi sự xảy ra trong ý định của Ngài. Không điều gì xảy ra mà không Ngài không biết và không có ngoài cái quyền kiểm soát của Ngài. Đây là vấn đề của ông bà anh chị em. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu? Thật ra như chúng ta biết đó, là vì tội của tôi và của nhân loại. Nhưng mà vì Chúa quá yêu chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, theo lẽ công bình đó, lẽ đời này, công lý đời này đó, người nào phạm tội thì sẽ bị hình phạt xứng theo tội mình làm, đúng không quý ông bà anh chị em? Thì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng công bình và thánh khiết. Công bình và thánh khiết quý ông bà anh chị em. Chúng ta phạm tội thì chúng ta phải chịu hình phạt xứng đáng với tội của chúng ta. Nhưng mà một mặt khác quý ông bà anh chị em, Chúa yêu chúng ta quá. Chúa không có muốn tất chúc một người nào đi vào cõi chết đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không dựng nên địa ngục cho chúng ta. Không bao giờ trong ý định của Chúa địa ngục cho chúng ta. Địa ngục là dành cho ma quỷ. Nhưng mà vì con người chọn, chúng ta tự chọn đi vào trong địa ngục khi chúng ta khước từ tình yêu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tự nguyện, quý vị thấy rõ ra, Ngài có quyền mà, Ngài có quyền hy sinh mạng sống, Ngài có quyền lấy lại. Và Ngài đã làm điều này theo cái mệnh lệnh từ nơi Cha của Ngài. Cho nên tổng trấn Phi-lát quý vị không có quyền gì trên Chúa Giêsu, tự Chúa nộp vào để cho ông xử tử Ngài. Cho nên cái sự chết của Chúa Giêsu thưa ông bạn là
là để đền tội cho chúng ta, để đáp lại, để gọi là để đáp ứng cái đòi hỏi của công lý và sự thánh khiết. Chúa đòi hỏi là những người có tội phải chịu hình phạt. Thì thôi bây giờ Chúa chịu thế, đúng không quý bà anh chị em? Chúa chịu thế cho chúng ta. Như vậy thì Chúa đã đáp ứng được cái sự đòi hỏi của công lý và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và ở trong Roma đoạn 4 câu 25, thưa quý ông bà anh chị em, nói rằng Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi của chúng ta và sống lại để chúng ta được xưng công chính. Đây rất là hay quý ông bà anh chị em. Đây mới là vấn đề quý ông bà anh chị em. Nếu Chúa Giêsu của chúng ta cũng giống như bao nhiêu lãnh tụ tôn giáo khác, như là Đức Phật, Khổng Tử, là Mohammed, là hay là vân vân và vân vân. Nếu Chúa chúng ta chết luôn đó quý ông bà anh chị em, nếu Ngài nằm ở trong mộ cho đến ngày hôm nay đó, thì cái sự chết của Ngài, đền tội của Ngài không có giá trị gì cả. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng sau 3 ngày, đến ngày thứ 3 Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Và Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết để làm gì với ông bà anh chị em? Để xưng công chính cho chúng ta, cho những người tiếp nhận Ngài. Ở trong Côn Tối Nhì đoạn 2, đoạn 5, 21 rằng Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi. Tức là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài giáng thế làm người, Ngài sống một cuộc đời thánh khiết, không bao giờ phạm tội trong lời nói và hành động. Nhưng mà vì tội lỗi của chúng ta, Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta. Và khi Ngài mang tội lỗi của chúng ta thì cái hình phạt giáng trên Ngài. Như vậy Ngài chịu phạt thế cho chúng ta, để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Nhờ chúng ta tin vào Chúa Giêsu đó, thì sao? Chúng ta trở nên công chính. Chúng ta được xưng công chính. Cái chữ công chính có nghĩa là vô tội, đúng không bà anh chị em? Khi chúng ta tin Chúa Giêsu chết vì tội của chúng ta đó, thì Đức Chúa Trời nói rằng những người nào mà tin Chúa Giêsu đó, thì bây giờ ta sẽ xưng là công chính, là vô tội. Vô tội. Thì như vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta mới được vào nước thiên đàng sau khi chúng ta chết. Ngày hôm nay nhiều tôn giáo chủ trương rằng mình phải làm lành, phải làm điều này, điều kia. Nhưng mà chúng ta có làm bao nhiêu điều lành đi nữa, cái bản chất mình vẫn là tội lỗi, không thể thay đổi được quý ông bà anh chị em. Và vì chúng ta là những người tội nhân, cho nên chúng ta phải chịu hình phạt. Nhưng mà khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu chết thế cho tội lỗi của mình á, thì Đức Chúa Trời xưng mình là công chính, là vô tội. Vì lý do đó đó, chúng ta được trở nên con của Chúa và chúng ta hưởng được sự sống đời đời. Đó là lý do quý ông bà anh chị em. Đó là tin lành. Đơn giản là thôi quý ông bà anh chị em. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tối hôm nay quý vị nghe được tin lành, có lẽ lần đầu tiên, có là nhiều lần, nhưng mà mình chưa biết chắc mình được lấy nước thiên đàng, thì tối hôm nay lời Chúa giải bài cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu chết đền tội chúng ta. Khi chúng ta đặt cái niềm tin trọn vẹn nơi Chúa Giêsu đó, thì chúng ta trở nên công chính, chúng ta vô tội và chúng ta được vào nước thiên đàng. Đó là chắc chắn. Tôi nói sao trong cái đại dịch này quý vị ơi, quý vị thấy cái đời sống con người hết sức là mỏng manh. Tôi nghĩ trong đây có những người thân ở Việt Nam qua đời vì COVID. Tôi thấy có những người nói, ủa, mới đây là ông đó ông khỏe lắm mà, mới đây là ông qua đời rồi. Cuộc đời ngắn ngủi lắm nhưng mà sẽ đến một ngày chúng ta sẽ đối diện với Đức Chúa Trời đáng trọng để bị phán xử. Và Chúa chúng ta là đấng công chính và thánh khiết. Ngài không bỏ qua tội lỗi đâu quý ông bà anh chị em. Tội lỗi phải được giải quyết.
Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời Ngài xuống trần gian này để chết cho thay cho tội lỗi chúng ta, để đáp ứng được sự đòi hỏi của công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời là người có tội thì phải chịu hình phạt xứng theo tội lỗi của mình. Và Chúa đã chịu thế cho chúng ta, quý ông bà anh chị em. Cho nên cảm ơn Chúa. Nếu quý vị nào trong chúng ta đây muốn tiếp nhận Chúa Giêsu tối hôm nay đó, và thành thật muốn tiếp nhận Chúa Giêsu, muốn được sự sống đời đời, muốn được xưng công chính bởi đức tin ở Chúa Giêsu, thì tôi sẵn sàng cầu nguyện cho quý vị. Bởi chỉ lời cầu nguyện chân thành của quý vị thì quý vị nhận được sự sống đời đời tối hôm nay. Quý vị nào muốn điều đó, xin quý vị chỉ ngồi ở hàng ghế quý vị, không cần, quý vị sẽ giơ tay nhẹ ra và tôi thấy và tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị tối hôm nay. Với lòng chân thành của quý vị đó, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị để quý vị được sự sống đời đời. Quý vị nào muốn không, tôi cầu nguyện cho. Xin quý vị giơ tay. Hôm ấy thì quý vị sẽ, một ngày quý vị sẽ đối diện với đấng thảo hóa, Đức Chúa Trời, là đấng sẽ phán xét quý vị. Cho nên Roma đoạn 8:1 nói rằng ai ở trong đấng Christ thì không có bị gì lên án. Tại vì chúng ta được xưng công chính vô tội, chúng ta không bị lên án. Cho nên xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Quý vị nào thật lòng muốn tiếp nhận Chúa Giêsu tối hôm nay, quý vị chưa, nếu mà quý vị trong lòng không có chắc đó và muốn tối hôm nay để xác nhận là cái niềm tin của mình đó, để mình được sự sống đời đời đó, để vào nước thiên đàng đó, thì quý vị chỉ cần ngồi tại chỗ và giơ tay đây, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị với cái lòng thành của quý vị. Cảm ơn với cái lòng thành quý vị không chứ. Quý vị và giơ tay và tôi sẽ cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa. Cái là Chúa, con cảm ơn Chúa về lời của Chúa về tối hôm nay. Cảm ơn Chúa vì qua sự hy sinh của Ngài, chúng con thấy được tình yêu của Ngài. Ngài yêu chúng con quá. Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống của Ngài vì chúng con. Chúng con vô cùng biết ơn Ngài. Xin Chúa cũng thương xót những người thân hữu, những người nào họ chưa biết chắc về sự cứu rỗi đó, thì tối hôm nay xin Thánh Linh Ngài làm việc trong lòng của họ để họ thật sự tiếp nhận sự sống đời đời từ nơi Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài. Và con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.